Chuyên đề vì chủ quyền an ninh biên giới xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chương trình với các nội dung chính sau đây. Phần tin thời sự phản ánh các hoạt động trong tháng của lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh. Phóng sự tiểu đoàn huấn luyện cơ động hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới. Bây giờ mời các đồng chí và các bạn bắt đầu theo dõi. Bộ đội biên phòng tỉnh Long An tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm 1 năm thực hiện quy chế công tác quản lý tư tưởng quân nhân, nắm và định hướng dư luận trong bộ đội biên phòng tỉnh. Đại tá Đoàn Giang An, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy bộ đội biên phòng tỉnh chủ trì hội nghị. Trong 1 năm qua, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Long An đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả, đảm bảo nề nếp quyết định 775 trên QĐ-CT ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị về ban hành quy chế công tác quản lý tư tưởng quân nhân, nắm và định hướng dư luận trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Bên cạnh đó, chế độ quản lý đánh giá, phân loại, báo cáo, thông báo, định hướng, rút kinh nghiệm công tác quản lý tư tưởng, nắm và định hướng dư luận quân nhân được thực hiện nghiêm túc hiệu quả ở từng cấp, phát huy tốt vai trò của các tổ chức lực lượng, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong tiến hành công tác tư tưởng. Nội dung, hình thức, biện pháp tiến hành công tác quản lý tư tưởng, nắm và định hướng dư luận quân nhân trong đơn vị đã có nhiều đổi mới, đạt hiệu quả thiết thực. Đại đa số cán bộ, đảng viên, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, xác định tốt nhiệm vụ được giao. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến, đưa ra nhiều biện pháp cách làm hay trong duy trì, quản lý, nắm và định hướng tư tưởng trong đơn vị trong thời gian tới nhằm đạt hiệu quả cao nhất, tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức lối sống, ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, từ đó xây dựng ý chí quyết tâm trách nhiệm cao, tận tụy với công việc, khắc phục mọi khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong mọi tình huống. Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An tổ chức hội nghị sơ kết công tác đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm năm 2023. Đại tá Đoàn Giang An, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì hội nghị. Báo cáo kết quả các mặt công tác trong công tác đảng, công tác chính trị cho thấy trong 6 tháng đầu năm 2023, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị của Bộ đội Biên phòng tỉnh đã được quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết hướng dẫn của trên, bám sát thực tiễn, triển khai toàn diện có trọng tâm, trọng điểm với nhiều nội dung đạt chất lượng, hiệu quả cao. Điển hình như trong công tác vận động quần chúng, các đơn vị trong Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức trên 1.000 tổ với hơn 2.500 lượt cán bộ, triển khai công tác nắm tình hình địa bàn, tình hình nhân dân, kịp thời tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương giải quyết tốt các vụ việc xảy ra trên địa bàn, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị thời gian tới đạt kết quả cao hơn, góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Thưa các đồng chí và các bạn, năm 2023, tiểu đoàn huấn luyện cơ động Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An tiếp nhận 250 chiến sĩ mới nhập ngũ thuộc 11 huyện thị xã trên địa bàn tỉnh Long An. Sau khi tiếp nhận, Đảng ủy Ban Chỉ huy tiểu đoàn huấn luyện cơ động đã nhanh chóng tổ chức biên chế các chiến sĩ mới về các tiểu đội, đảm bảo nơi ăn ở, sinh hoạt, học tập cho bộ đội theo đúng chế độ quy định, từng bước đi vào khóa huấn luyện chiến sĩ mới theo đúng kế hoạch và đạt kết quả cao. Trong chuyên đề kỳ này, chúng tôi xin gửi đến các đồng chí và các bạn phóng sự tiểu đoàn huấn luyện cơ động hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới. Để đảm bảo thuận lợi cho chiến sĩ mới sớm hòa nhập, hăng hái thi đua học tập và rèn luyện tại đơn vị, Đảng ủy Ban Chỉ huy tiểu đoàn đã xây dựng nghị quyết chuyên đề, kế hoạch thành lập khuôn tiếp nhận huấn luyện chiến sĩ mới, làm mới chỉnh sửa mô hình học cụ huấn luyện và đẩy mạnh hoạt động tăng gia sản xuất để chủ động thực phẩm phục vụ cho bộ đội, đồng thời tập trung chuẩn bị sửa sang, củng cố nhà ở, bảo đảm đầy đủ vật chất doanh trại như tổ chức vệ sinh doanh trại và bố trí sắp xếp lại phòng ở, sửa sang khu vực vui chơi thể thao, sinh hoạt tập thể, trang bị mới các vật dụng phục vụ nhu cầu sinh hoạt học tập của bộ đội. Các dãy nhà ở, nhà ăn, nhà bếp, hội trường đều được sơn mới hoặc quét vôi sạch sẽ. Hệ thống điện nước, biển bảng được tu sửa, cảnh quan môi trường được tôn tạo, sáng, xanh, sạch, đẹp.
với nghị quyết Đảng ủy tiểu đoàn đề ra trong năm 2023, khi kết thúc khóa huấn luyện chiến sĩ mới, phấn đấu các nội dung kiểm tra đều đạt khá giỏi, 100% chiến sĩ đạt yêu cầu, bảo đảm an toàn về mọi mặt. Để thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất, đơn vị đã triển khai đồng bộ các mặt công tác liên quan, trong đó chú trọng tập huấn cán bộ khung huấn luyện chiến sĩ mới, nội dung thực hành huấn luyện cho đội ngũ cán bộ. Trên cơ sở kế hoạch của cấp trên, tiểu đoàn đã phân công đội ngũ cán bộ có nhiều kinh nghiệm trên từng lĩnh vực trực tiếp bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ nhằm đảm bảo quá trình lên lớp khoa học và có phương pháp truyền đạt tốt nhất. Cùng với đó, đơn vị triển khai phân công biên soạn hệ thống giáo án bài giảng, chuẩn bị mô hình học cụ củng cố, làm mới hệ thống thao trường, đảm bảo đầy đủ các nội dung chương trình huấn luyện chiến sĩ mới. Trải qua khóa huấn luyện tại tiểu đoàn, tôi và các đồng đội đã trưởng thành hơn, đã trang bị cho mình những kiến thức cơ bản về chính trị, quân sự, văn hóa, hậu cần kỹ thuật, đặc biệt là đạo đức cách mạng của quân đội nhân dân Việt Nam, góp phần xây dựng quân đội ngày càng hùng mạnh. Bản thân tôi cảm thấy rất là tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của quân đội nhân dân Việt Nam. Trong thời gian tới, tôi sẽ không ngừng học tập, nâng cao bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Mục tiêu yêu cầu đặt ra của nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ đấy là rất là cao. Trước thực tế đó thì tiểu đoàn đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với cấp ủy, chỉ huy các cấp tiến hành chuẩn bị huấn luyện đầy đủ về mọi mặt, chú trọng tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ khung huấn luyện. Trước mỗi đợt huấn luyện chiến sĩ mới thì tiểu đoàn đã chủ động tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ tham gia công tác huấn luyện. Nội dung tập huấn, bồi dưỡng tập trung là nâng cao năng lực tổ chức, quản lý, chỉ huy, phương pháp huấn luyện của cán bộ, chú trọng động tác bầu và phương pháp ôn luyện bảo đảm chuẩn xác, khoa học, phù hợp với đối tượng là chiến sĩ mới. Quá trình huấn luyện thì tiểu đoàn luôn bám sát phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc. Ngay từ những ngày đầu huấn luyện cho đến nay, đơn vị đặc biệt chú trọng đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho chiến sĩ mới một cách thường xuyên, liên tục, đảm bảo chiến sĩ mới an tâm tư tưởng công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện. Đảng ủy, ban chỉ huy tiểu đoàn đã chỉ đạo cán bộ các cấp tăng cường công tác giáo dục, làm tốt công tác tư tưởng đến từng chiến sĩ mới, thường xuyên gần gũi, sâu sát với chiến sĩ để kịp thời nắm bắt, động viên, chia sẻ khó khăn với chiến sĩ, giải quyết tốt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của chiến sĩ, giúp các đồng chí yên tâm trong quá trình huấn luyện. Bắt đầu bước vào môi trường quân đội thì tư tưởng cả cháu là hầu như là không ổn định. Do đó là chúng tôi cũng xác định trước thì tình hình như thế. Do đó là ban chỉ huy tiểu đoàn cùng với cấp đại đội, trung đội và tiểu đội là xác định là vấn đề tư tưởng là quan trọng nhất. Do đó là bước vào đầu khóa thì chúng tôi đã quán triệt về tình hình tư tưởng cho cán bộ khung huấn luyện. Sau đó là khi tiếp nhận các đồng chí chiến sĩ vào thì trong quá trình là tu dưỡng rèn luyện học tập tại đơn vị trong cái thời gian huấn luyện thì đến tới thời điểm này thì hầu như 100% là các đồng cháu đã nhận thức được và đủ khả năng để hoàn thành cái trách nhiệm người chiến sĩ của mình. Điều lệnh đội ngũ, đây là một nội dung cần có sự kiên trì bền bỉ của chiến sĩ. Vì vậy, ngay từ những ngày đầu huấn luyện, cán bộ các cấp đã luôn theo sát từng chiến sĩ, uốn nắn điều chỉnh từng động tác, kịp thời động viên khích lệ tinh thần, giúp chiến sĩ vượt qua khó khăn, từng bước bắt nhịp tốt với môi trường quân ngũ và hoàn thành tốt nội dung huấn luyện. Giờ đây, sự tự tin, trắng rõ, vững vàng trên từng bước đi điều lệnh đội ngũ sau khoảng thời gian luyện tập của các tân binh là kết quả cho sự tự tin, ý chí quyết tâm vượt khó của chiến sĩ, sự sâu sát, gần gũi, động viên, uốn nắn của cán bộ các cấp. Hình ảnh người quân nhân được khắc họa rõ nét đối với những chiến sĩ mới nơi đây. Hay như trong quá trình huấn luyện 3 tiếng nổ, gồm bắn súng tiểu liên AK-71, ném lựu đạn và đánh thuốc nổ cho chiến sĩ. Để đạt được kết quả cao nhất trong quá trình kiểm tra, đòi hỏi các chiến sĩ phải nắm vững các yếu lĩnh động tác và thực hành một cách thuần thục. Bên cạnh đó, yêu cầu tâm lý của chiến sĩ cũng cần phải luôn vững vàng khi thực hành các nội dung huấn luyện 3 tiếng nổ. Xác định rõ đây là nội dung huấn luyện khó, tiềm ẩn nhiều khả năng nguy hiểm, mất an toàn, cán bộ các cấp đã bám sát từng chiến sĩ, hướng dẫn cụ thể, tỉ mỉ từng động tác. Cùng với đó,
thường xuyên trao đổi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng từng chiến sĩ, giải quyết những vướng mắc khó khăn trong quá trình luyện tập. Từ đó, đợt kiểm tra thực hành 3 tiếng nổ được đơn vị tổ chức vừa qua với kết quả 100% chiến sĩ đạt yêu cầu các nội dung, trên 80% khá giỏi. Tất cả chiến sĩ mới đều đảm bảo tâm lý vững vàng, nắm chắc kiến thức lý thuyết, thực hành thành thục yếu lĩnh động tác, chấp hành nghiêm kỷ luật thao trường. Đơn vị đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị trong quá trình kiểm tra. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ tuyên thệ chiến sĩ mới vừa qua, Thượng tá Đàm Quang Ngoạn, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã ghi nhận biểu dương những kết quả mà cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn huấn luyện cơ động đã đạt được trong nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới, nhất là những nỗ lực khắc phục khó khăn trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, môi trường huấn luyện cường độ cao. Và với những thành tích nổi bật hôm nay chính là sự cố gắng đoàn kết, khắc phục khó khăn, phát huy dân chủ trí tuệ của tập thể đơn vị. Tin tưởng rằng mỗi cán bộ chiến sĩ trong đơn vị sẽ tiếp tục cố gắng duy trì và phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, xác định rõ tinh thần trách nhiệm, không ngừng tu dưỡng rèn luyện, trao dồi phẩm chất, đạo đức cách mạng của người chiến sĩ, tiếp tục nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị và các đồng chí, quý vị và các đồng chí vừa theo dõi chuyên đề về chủ quyền an ninh biên giới của lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chuyên đề kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.